Chưa xong rồi, nó xong. Cho các bạn là lần bên đây. Hôm nay sẽ được các bạn làm một cái ly bằng những cái tâm như đầu coi giống nhá. Mình làm cái ly tên tên nắm một chữ ở là ba tiếng. Ba tiếng mà làm cái ly chưa xong. Ba tiếng không luôn, chẳng mãi luôn. Nhãn đi vô cho hẹp cho tặng luôn nhé. Thì bao đẹp nữa. Nguyên chủ nhóm của mình. Hay gì đi đẹp đấy. Dễ đoán ca. Vừa rồi là giọng của bạn có mấy chút nghe. Cái nó là hắn đấy. Thì câu điểm nổi bật của phần hôm nay là dựng ẩm tạo cảm giác là lành cho lan giang sau khi rửa mặt quay đá rồi chuyển từ sắp tới đang năm thịt của chân giáo cũng tiếp tục cho giang. Đặc biệt là sự rửa mặt này là có một cái nhẹ nhàng để bạn cảm nhận được sau khi sử dụng. Thì đến đây mình đã giới thiệu cho các bạn nắm một vài trong sản phẩm. Thì bây giờ các bạn ấy giúp các bạn làm gì đó được không? Cùi máy đánh, cùi máy đánh. Như vậy là video mình á, thì đây là kết thúc rồi. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn tập giác sau. Hai cho các bạn được là kênh của mình, nên mình sẽ tiếp tục hoàn thiện một trường hợp được lập bằng tổng như mình nghĩ. Đẹp quá cô ấy. Vâng, các bạn phải thương mấy thầy thì đối nệ cho mấy thầy cho bác họ giữ. Để cái video của mình cùng kết thúc hơn là bao nhiêu video xong. Cho các bạn làm bên đây hôm nay sẽ hoàn thiện một chủ kiếm băng tư tay băng đẹp kiếm băng quân tư băng những hàng đầu như thế này nhé. Ok, mình sẽ hoàn thành nó vào tập 6 nha các bạn. Tại đây mình cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.